vui như chị em ngày xuân, đẹp những cây liễu vươn mình lên cao. Có do hôm nay thì như những cánh hoa đào và chút rể thì như những ánh nắng lọt vào những cánh hoa. Chúc cho hai họ một nhà có được dâu hiền và rể thảo, thông gia thì vững bền, cuộc sống thì sung túc bình yên, kiếm được thật nhiều tiền để mua sắm những vài cái ô tô. Và bất kể từ ngày hôm nay, cô dâu chính thức sẽ trở thành với chút rể là được chung sống chung giữ được mái nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông. Ban ngày thì chung việc ngoài đồng, ban đêm thì chung bóng chung hình lại chung đôi. Và cô dâu và chú rể hôm qua còn nói với nhau rằng ước gì em là cái bôi để anh là cái chổi đánh bôi lên tường, ước gì em là cái giường để anh là cái chiếu được bốn mùa bên nhau, và ước gì em là cái cau để anh là cái bẹ để ôm nhau lúc trọn đời. Tình cảm đó đã được trải qua bao ngày bao năm chờ đợi, qua bao ngày bao tháng ước mơ, ngày trông tháng đợi năm chờ, và trong năm hò hẹn bây giờ chính là đây. Xin được cảm ơn tất cả tình cảm mà của quý vị đã mang đến cho gia đình. Sự hiện diện của quý vị chính là một niềm vinh hạnh lớn cho gia đình chúng tôi. Và xin thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý ông phúc hậu, quý tổ thanh tú, quý chú tươi mát, quý bác đẫy đà, quý bà thịnh vị, quý chị đoan trang và quý nàng thì luôn tươi trẻ. Chúc cho riêng nhờ cô dâu và chú rể của chúng ta chỉ có ngon mặc đẹp và kiếm thật nhiều tiền. Không quên chúc cho hai họ một hai nhà sum họp chúc mai. Cuối năm thì cô dâu và chú rể sẽ có một bé trai đầu lòng. Và sau đây tôi không nói gì hơn, thật đúng là nói có xuể, kể không xiết và viết các không nên. Chỉ biết nói rằng xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho buổi lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể, và chương trình xin phép được bắt đầu. Thưa các cụ, con, các bà, thưa toàn thể cô dì, chú bác gần xa và bạn bè thanh niên nam nữ của cô dâu và chú rể. Thật cũng là trong năm mới có một ngày hạnh phúc, một ngày hôm nay. Được sự nhất trí của hai gia đình và được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình cũng đã chọn được ngày này tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn cho em trong buổi trưa ngày nay, đó là Duy Nam và Lan Anh. Sau đây, thay mặt cho những người làm chương trình, tôi xin giới thiệu một vị đại diện nhà trai lời phát biểu và có ý kiến để cảm ơn tất cả các quý vị. Xin mời một vị đại diện họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, hai ca trị cùng toàn thể hội hôn. Xin kính chúc toàn thể hội hôn lời chúc năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội hôn, qua thời gian các cháu tìm hiểu được đôi bên gia đình chăm sóc, hôm nay các cháu đã lên vợ lên chồng. Hai gia đình chúng tôi rất thân hạnh hôm nay được đón tiếp các ông, các bà, các cụ, các anh, các chị và bạn bè gần xa về đây cùng chung vui với hai gia đình chúng tôi. Xin thay mặt gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn và kính mời các cụ, các ông, các bà chúng ta nâng cốc chúc mừng hạnh phúc của con cháu chúng tôi. Xin hết. Một vị đại diện nhà trai đã lên có đôi lời phát biểu để căn dặn cho con dâu hồ và chú rể của chúng ta rằng sống làm sao để cho dâu hiền thì nên con gái mà rể hiền thì nên con trai. Và cũng kể từ ngày mai có dâu chú rể hai em một lối đi về, thì em thì làm rể và em về làm dâu. Xin cảm ơn vị đại diện nhà trai đã lên có đôi lời phát biểu để căn dặn cô dâu chú rể. Sau đây xin mời là mẹ của chú rể sẽ lên có những kỷ vật để trao nhẫn cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Và ngay sau đây tôi xin mời tất cả hai họ bên gia đình nhà trai, đại diện nhà trai và nhà gái cùng lên để chúng tôi sân khấu để chúng ta sẽ chụp ảnh để làm lưu niệm. Xin mời hai bên gia đình.
cụ và các bà trước tiên hai cháu uống nước uống thuốc để mừng cho các bạn trẻ. Sau rồi thì gia đình cũng đã có những bữa tiệc và có những chén rượu đào. Xin mời tất cả các cụ và các bà hãy nâng chén rượu đào để chúc phúc cho các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cho tiện cho quý vị tiện theo dõi, sau đây tôi xin giới thiệu những người làm chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên là anh có tên Văn Phòng, là về trách nhiệm bên trang công ánh sáng. Và giới thiệu quý vị một nghệ sĩ rất là tài danh với cái đàn ông đầy tài năng của xã nhà, đó là anh Hoài Nam và tôi người dẫn chương trình. Hy vọng sau những ngày mệt nhọc, chúng tôi hôm nay sẽ luôn chuyển đến quý vị những cái bài hát hay nhất và những bản nhạc mới nhất để đem lại cho quý vị một sự thoải mái trong buổi trưa ngày hôm nay. Bởi vì chính quý vị mang tình cảm đến cho gia đình hôm nay cũng chính như là một nhân chứng để đặt cho bên cạnh xây lên nền tảng cho hạnh phúc phúc về cho bọn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thì quý vị cùng rất tuổi văn nghệ của chúng tôi. Và để mở đầu chương trình, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị một tiếng khúc nhạc sống là đây.
nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, việc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi buông mộng mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp. Thank you.